Deep me in the remix. Let's go! Từ trên đến dưới cả cảnh đồ hiệu bản hiệu con nhái, ngoại hình cho đến giọng hát tự mày theo phong cách mái. 90% bài đề là bọn ca sĩ Hàn Quốc, tụi mày thật tự bắt quyết đấy như là nghiện cần thua. Tóc vàng tóc đỏ như Final Fantasy, bọn mày chỉ là hạt cát khi tao đặt lên cân tiểu ly. Bản tính tụi mày thật xa tao hàng nghìn km, ngoài mặt cái tao trong lòng nghe nhạc của anh em kết. Nhét bàn này và não cấp thêm một vị an thần, bấm số gọi 114 khẩn cấp còn kịp đồng mấy thằng đần. Âm mấy thằng quê, âm mấy thằng quê, âm mấy thằng quê, yeah, âm mấy thằng quê, âm mấy thằng quê, âm mấy thằng quê. Oh,
rơi bằng tàu. Ở đây đồ chơi có cả thích chơi bằng nhạc hay chơi bằng sao. Cho xác mày ở lại còn hồn thì bay lên với một trời đầy sao. Thêm một chút sóng âm làm thuốc an thần để mày nhớ hết lời của tao. Đầu mày trước đây nhồi vào một đống âm nhạc thị trường thì làm sao mà sống. Để giờ chán mày nóng còn tay mày cống. Bất cả lúc này nhạc của tao lên sóng. Lý với ta triển từng chiêu cứ thế xử mày gọi tao là họ bao tên công. Flow tao chảy ngập trong não mày giờ mà vẫn cứ ngồi đây chỉ biết gào và sống. Điên loạn chọi xưa bệnh của chúng mày chẳng đỡ ra khỏi chưa. Nhạc mày làm nghe ói mửa rap mày khói lửa thì tao là trời mưa. Dập mày không thương tiếc mục đích để cho mày biết rap mastic là ai. Mấy thằng quick nếu thích tao đem ra thú y tiêm chạch rồi xích cổ lại. Beat killer tao tàn sát gom hết lúc quick lên một đạp là nát. Giết mày đéo cần súng hay bom đạn chỉ cần một từ đơn giản là rap. Dòng rap mang trên mình sau năm cánh cho nên mày đang quick bởi chân ta đường mà nhìn thấy tao thì tránh. Vì một điều cơ bản nghe của tao giết người hào loạn bằng nhạc thì chúng mày làm sao mà sánh. Give me your remix.